Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 43, tất cả đều là sự trùng hợp phải không? Những chuyện xảy ra trong văn hoa quán đã nhanh chóng được cung nhân bẩm báo cho hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong không khỏi thở dài, con bé nghĩa thanh này. Sau việc mục chiêu nghi chọc giận thánh nhan, vì lo lắng cho mẫu phi nên trong lòng tam công chúa không mấy dễ chịu trong lúc nóng nảy mới làm ra chuyện như thế thương cho đường tiểu cô nương cung nữ bên cạnh hoàng hậu nói hoàng hậu gật đầu giận dò khi nào tan học các ngươi mang mấy cuộn gấm trước hà mà bệ hạ ban thưởng vào mấy ngày trước đưa tới đường phủ rồi chọn một vài bông hoa cài đầu chuẩn bị cho tĩnh an cùng với chuỗi ngọc châu trong hộp nữa dừng một chút hoàng hậu lại nhanh chóng bổ sung thêm sau đó phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị một ít bánh ngọt mà tiểu đường đường thích đưa tới đường phủ. Đại cung nữ, giả, một tiếng, rồi lui xuống chuẩn bị. Nương nương không hề nói một lời trách móc tam công chúa, nhưng qua hành động chấn an đường tiểu cô nương lần này, hoàng hậu đã thể hiện thái độ không hài lòng với tam công chúa. Dòng dã cả ngày hôm ấy, dù tam công chúa có nghẹn một bụng lửa giận, cũng không thể chốt ra đâu được nàng ta nhìn tiểu nha đầu đang được mọi người súng lại an ủi trong một khoảng khắc nào đó nàng đã tự hỏi liệu có phải mình đã đẩy con bé đó không nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại không thể nào nàng rõ ràng còn chưa chạm vào con bé đó biết đâu con bé bị điện hà dọa sợ không đứng vững nên mới bị ngã chăng gia bình huyện chủ đưa ra một khả năng làm sao có thể ta cũng có phải con hồ ăn thịt người đâu tam công chúa không chịu thừa nhận. Con bé đó làm gì mảnh mai tới mức dọa một cái đã ngã. Gia bình huyện chủ biểu môi. Cái bộ dạng ban nãy của ngươi cũng chẳng khác con hồ là bao. Nhưng mà những suy nghĩ này nàng ta chi dám nói ở trong lòng, càng nghĩ nàng ta càng hối hận vì đã làm thư đồng của tam công chúa. Nàng mà đi theo tứ công chúa hoặc đại công chúa thì tốt biết mấy hứa quân dao cũng không ngờ rằng mình giả vờ khóc một trận lại được nhận được mấy cuộn gấm trước hà mà bao nhiêu phi tần hậu cung cầu mà không được. Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, kiềm lòng không đặng mà đưa tay vuốt ve mấy cuộn gấm, sau đó kéo một đoạn da ướm trên người mình. Nhìn bộ dạng nhỏ bé học làm đỏm của tiểu nha đầu khiến cho vương thị và đám bích văn phải che miệng. Nguyễn thị thì ngược lại, trên mặt nàng chẳng có chút vui vẻ nào cả, đôi môi mím chặt, nàng nhìn dáng vẻ không tim không phổi, cười khanh khách của nữ nhi lòng đau thắt lại. Phần thường càng hậu hĩnh, thì càng chứng tỏ nữ nhi của nàng ở trong cung đã phải chịu uất ức lớn. Đây là nữ nhi mà nàng yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù không thân phận không cao quý bằng hoàng thân quốc thích nhưng trong lòng nàng sự tồn tại của con bé còn quan trọng hơn cả công chúa hoàng thất. Một cuộn cho nương, một cuộn cho bà nội, con giữ lại một cuộn để khi nào lớn may quần áo. Tiểu nha đầu vô chi nói ra suy nghĩ của mình, vui vẻ phân phát ba cuộn gấm chức hà quý giá. Nguyễn Thị vừa nghe trong lòng càng thêm đau lòng hơn. Đôi mắt của Vương Thị thậm chí còn ươn ướt, bà ôm đứa cháu gái nhỏ vào lòng, yêu thương nói, bà nội lớn tuổi rồi, không dùng được chất liệu này nữa, cuộn của ta để cho bảo nha lớn lên may quần áo. Hứa quân giao nghĩ nghĩ, cũng không khách sao với bà ấy nữa. Dù sao với tính cách của nương lão già thối, nói không chừng mấy ngày nữa lại bị đại phòng dỗ dành rồi đoạt mất, chẳng thà mình giữ lại còn hơn, sau này lúc làm quần áo tiện thì làm cho bà ấy là được. Nguyễn Thị cũng không lấy, nàng bảo Thúy Văn cất đồ vào nhà kho, sau này đưa cho tiểu nha đầu. Buổi chiều sau khi đường Tùng Niên trở về, nàng kể lại cho phu quân nghe chuyện hoàng hậu ban thường sau đó lo lắng nói bảo nha còn nhỏ như vậy bình thường ở nhà còn không chịu được một tí ấm ức nào bây giờ con bé còn vào cung trong cung nhiều quý nhân như thế con bé tuổi còn nhỏ nàng thở dài nói tiếp làm gì có chuyện vô duyên vô cớ ban thường hôm nay ở trong cung không biết con bé đã phải chịu uất ức gì thiếp hỏi nhưng con bé không nói đường tùng niên cau mày cũng cảm thấy lo lắng hắn suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn gọi con bé đến hỏi chuyện. Hứa quân dao nhảy chân sáo vào phòng với tâm trạng vui vẻ, cất giọng lanh lành hỏi. Người gọi con à? Đường tùng niên thấy con bé cười vui vẻ như thế lo lắng trong lòng cũng với đi phần nào, hắn vẫy tay về phía tiểu nha đầu ý bảo con bé lại đây. Hứa quân dao cũng không so đo với động tác giống như gọi mèo của hắn, mặt mày hớn hở lại gần. Làm gì vậy, làm gì vậy nhìn gương mặt tươi roi rói của nữ nhi đường tùng niên cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi cả một ngày đều tan biến hết hắn xoa đầu con bé và nói ngày mai bảo nha còn muốn vào cung không muốn trong cung nhiều thú vui lắm à hứa quân giao giả bộ ngây thơ đáng yêu ánh mắt sáng rực cười tít cả mắt trả lời không có một chút miễn cưỡng không vui ngược lại còn tràn ngập mong đợi có thể thấy con bé ở trong cung không phải chịu chút uất ức nào. Sau khi quan sát sắc mặt của nữ nhi, Đường Tùng Niên mới an tâm hơn. Tiểu nha đầu của Tam phòng vừa mới từ trong cung trở về, đồ mà hoàng hậu nương nương ban thưởng đã ngay lập tức được đưa tới phủ. Ấy thế mà Tam phòng lại bình yên đến lạ, có lẽ lòng đố kỵ của Lý thị đã đạt đến một trình độ nhất định nên lần này nàng ta hoàn toàn cảm thấy bình thường. Còn có một nguyên nhân khác là bởi vì gần đây nàng ta đang bận đấu đá với tiểu thiếp mới của đường Bách Niên, nên chẳng có hơi đâu đi quan tâm chuyện của Tam Phòng. Đường Bách Niên vô cùng sủng ái tiểu thiếp mới này, đến cái độ mà nàng ta muốn gì được nấy. Hơn nữa nữ tử này cũng khá có thủ đoạn, càng ngày càng khiến cho đường Bách Niên chết mê chết mệt. Lý Thị càng ngày càng hận nàng ta vì mấy lần nàng đến tìm nàng ta gây phiền phức đều không thành, đã thế còn phải chịu thiệt thiếp thất hà thị trước nay vẫn luôn được sùng ái. Vì không cam lòng bị cướp mất sùng ái nên lần này nàng ta cũng dốc toàn lực để tranh đấu với tiểu thiếp mới này. Kể từ đó, thê thiếp của đại phòng nổ ra một trận hỗn chiến, trương khí mù mịt khắp nơi, vương thị thấy mà thở dài lắc đầu, Nguyễn Thị nhíu mày không thôi. Hứa quân giao thì khác, nàng vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng xem được một lúc thì đã mất hứng. Bởi vì nàng thấy thủ đoạn tranh đoạt của thê thiếp đại phòng quá thấp, hoàn toàn không thể nào lọt vào mắt nàng. Sau khi biết tin Tam công chúa làm loạn ở Văn Hoa quán, Mục Chiêu nghi tức đến nỗi khóc lóc một trận. Bất cần thế không biết, đã đến lúc này rồi, không giúp được gì thì thôi, lại còn mang về cho nàng thêm một đống rắc rối. Nàng ta lại càng thêm hối hận vì năm đó không chọn đứa nhỏ hơn. Nhưng ai mà biết được một tiểu nha đầu sắp chết đến nơi lại có thể bình an vô sự trưởng thành, lại còn được bệ hạ yêu chiều như vậy. Suốt một tháng sau đó, thiên hy đế chưa một lần đến Tây Khánh Cung, cũng không chịu mục chiêu nghi tới thị tầm, cung nhân của cung Tây Khánh ai cũng tâm sự trùng trùng, bọn họ lo lắng không biết có phải chủ tử đã hoàn toàn thất sủng rồi không. Nhưng không biết mục chiêu nghi làm thế nào để lấy lại bình tĩnh, thay vì đóng cửa phòng không gặp ai, nàng ta lại chăm chỉ đến cung phượng tảo hơn. Điều này khiến cho những vị phi tần muốn xem chuyện cười của nàng ta phải thất vọng một phen. Hoàng hậu âm thầm thở dài khi nhìn thấy dáng vẻ luồn cúi của nàng ta, cũng có lòng bảo nàng ta không cần phải như thế. Cơn giận dữ của bệ hạ đến cũng mau mà đi cũng mau, hơn nữa dạo gần đây bệ hạ bận rộn chuyện triều chính cũng không dành quan tâm đến chuyện hậu cung. Nhưng Mục Chiêu Nghi là người vô cùng khôn khéo, nàng ta biết cách tận dụng bổn phận của mình mà không khiến cho đối phương cảm thấy bị quấy dày, hay soi ra một chút khuyết điểm nào cả. Dần già, hoàng hậu cũng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Khi đồ mà thiên hy đến ban cho cung Tây Khánh được đưa đến, đôi mắt mục chiêu nghi đỏ lên xém chút nữa rớt nước mắt. Mặc dù cung nào cũng được ban thường, nàng không phải là người duy nhất, nhưng bệ hạ không bỏ sót nàng đã chứng tỏ dáng vẻ luồn cúi của nàng trong mấy tháng này đã có tác dụng, bệ hạ đã không còn giận nàng nữa. Chúc mừng nương nương, chỉ cần nương nương tiếp tục kiên trì thêm chút nữa, bệ hạ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Đồ y mỉm cười, vui vẻ nói. Mục chiêu nghi kéo tay nàng ta, cảm kích nói, lần này may nhờ có người, nếu ngày đó không có người nhắc nhở đê bản cung ra tay từ chỗ hoàng hậu, thì chỉ sợ lúc này không biết còn có bao nhiêu người cười nhạo bản cung nữa nô tỳ không dám nhận lời này của nương nương đồ y tỏ ra hết sức lo sợ nói mục chiêu nghi càng nhìn càng thấy vừa lòng tốt lắm vừa có chút khôn vặt lại an phận hiểu chuyện người như nàng ta có thể yên tâm dùng sau một lúc lâu nàng nghĩ tới hai vị tài nhân tuổi tác sắp xỉ mình ở lần lượt phía đông và phía tây của cung tây khánh nàng từ từ thu lại nụ cười trên mặt mình, ấn đường nhíu chặt lại. Bất kể thừa nhận hay không, nàng quả thật không sánh bằng những tiểu cô nương 18 đôi mươi, và lại còn không sinh được một nam một nữ nào. Tam công chúa bây giờ nàng nuôi dưỡng cũng không phải chỗ dựa vững chắc, cứ cây đà này đến khi nàng hoa tàn ít bướm thì phải làm sao đây? Không được, nàng phải nghĩ cách khác mới được. Nàng nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía thị nữ đang khiêm tốn rũ mắt trước mặt cẩn thận quan sát đánh giá dung mạo của đối phương tuy dung mạo của nàng ta không tính là xuất chúng nhưng cũng có sức hấp dẫn đặc biệt riêng mục chiêu nghi không khỏi đăm chiêu suy nghĩ thay vì để người khác được lợi chi bằng bồi dưỡng người của mình đồ y chẳng qua cũng chỉ là một nô tỳ cho dù có được dùng ái nhất thời của bệ hạ cũng sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho mình nếu như nàng ta có thể hoài được long trùng và sinh được một nhi tử thì... Ánh mắt mục chiêu nghi sáng lên, trong lòng đã vạch ra chủ ý. Mặc dù hứa quân giao luôn ở bên ngũ công chúa khi ở trong cung, nhưng nàng vẫn luôn âm thầm chú ý đến động tĩnh của cung Tây Khánh. Chuyện mục chiêu nghi tỏ ra luồn cúi trước hoàng hậu cũng không thể qua được mắt nàng. Nàng không thể không thừa nhận, mục chiêu nghi cuối cùng cũng thông minh được một lần và tìm được đúng đường đi. Thái Tông Hoàng đế không chỉ yêu thương mà còn rất coi trọng Hoàng hậu. Lần trước hắn nổi giận với mục chiêu nghi 10 phần thì tới 9 phần là do nàng ta đã nhắc tới Hoàng hậu. Bất kể nàng ta vô tình hay cố ý, tóm lại cuối cùng nàng ta vẫn chọc giận long nhan và đẩy mình vào khốn cảnh. Giao giao, đồ y, chính là đồ y trong cung của mục chiêu nghi nương nương ý, lúc nãy ta vừa nhìn thấy nàng ở điện minh túy. Ngôn vũ không biết đã bay ra từ lúc này, lại gần nàng nhỏ giọng nói. Cái này có gì lạ đâu, nàng ta vốn là cung nữ, lại không bị cấm đi ra ngoài. Người nhìn thấy nàng không là chuyện rất bình thường sao, hứa quân giao Huệ hoài cầm miếng bánh lên cắn một miếng. Lúc ta nhìn thấy đồ y, nàng ta đang nói chuyện với hoàng đế bệ hạ. Ngôn vũ bay vòng quanh nàng. Người nói cái gì cơ? Cuối cùng hứa quân giao cũng lấy lại hứng thú ta không nghe được gì cả, nhưng ta thấy hình như tâm trạng của hoàng đế không tồi. Ngôn vũ trả lời. Hứa quân giao thầm nghĩ, chẳng lẽ đồ y không đợi nổi nữa nên muốn ra tay với thái tông hoàng đế. Tuy bây giờ không phải thời điểm tốt nhưng cũng không tính là quá tệ. Nàng có chút phân vân, nhất thời không thể xác định được có nên ra tay cản đường đồ y và phá hỏng kế hoạch của nàng ta hay không. Suy đi nghĩ lại, chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên, có lẽ nàng còn có thể suy đoán từ những việc đổ y đã trải qua ở đời trước. Nếu tất cả vẫn tiến hành theo quỹ đạo của đời trước, nói không chừng một ngày nào đó đổ y sẽ gặp được hứa quân giao của đời trước. Nghĩ thông suốt chuyện lần này, nàng lại ngồi tựa vào thành ghế, vùng vẩy đôi chân ngắn tủn và tiếp tục cắn miếng bánh ngọt thơm ngon. Ngôn vũ thấy nàng không quan tâm đến chuyện này đành bay ra ngoài tìm thú vui mới. Sau hơn nửa tháng, cung Tây Khánh cuối cùng cũng đón được thánh giá tới. Mục chiêu nghi kích động đến nỗi bàn tay run lẩy bẩn, khó khăn lắm mới miên cưỡng bình tĩnh trở lại và đi ra tiếp giá. Cơn tức giận của thiên hy đế đã tiêu tan từ lâu, lại thấy đoạn thời gian này mục chiêu nghi tôn kính hoàng hậu hơn nên một chút tức giận cuối cùng đều tiêu tan hết tối hôm đó quyết định bãi giá ở cung Tây Khánh. Lần này Mục Chiêu Nghi đã học được cách ngoan ngoãn, ngoài tận tình chăm sóc ra thì không dám nói thêm lời nào không liên quan. Thiên Hy Đế hỏi tình hình học tập gần đây của Tam Công Chúa, nàng ta chỉ thành thật trả lời, sau đó nói vài lời khen ngợi con bé hiểu chuyện, biết điều. Thiên Hy Đế chốc chốc gật đầu, tinh thần cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Mục Chiêu Nghi thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sau khi công nhân đã chuẩn bị xong nước nóng nàng ta kính cẩn mời bệ hạ tắm gội, thay quần áo. Thiên Hy Đế đứng dậy, dưới sự tận tình chăm sóc của công nhân tiến vào phòng tắm, khi cơ thể ngâm trong làn nước có độ ấm vừa phải, hắn khép hai mắt thở dài một tiếng đầy thoải mái. Ngoài điển, Mục Chiêu Nghi lạnh lùng nhìn gương mặt sừng sốt của Đỗ Y, ngươi còn ngần ra đó làm gì? Chẳng lẽ bản cung còn phải chỉ ngươi cách làm hả? Đồ y liên tục nói lắp. Không, không không, nô tỳ, nô tỳ không có ý này à. Nhưng nương nương, lâu lắm rồi bệ hạ mới tới, người nên. Bản cung muốn làm cái gì không đến lượt ngươi vung tay múa chân. Mục chiêu nghi không kiên nhẫn nói. Trong trong lòng nàng cũng không mấy dễ chịu khi phải nhường bệ hạ, người mà nàng đã chờ rất lâu cho một nữ nhân khác. Đã thế đối phương còn không biết điều, cứ cố tình trì hoãn khiến cho nàng càng bực thêm. Đổ y không ngờ rằng nàng ta sẽ để mình đi hầu hạ hoàng đế, mặc dù nàng quả thực có tâm tư tranh dùng để trèo cao, cũng đã ngầm vạch kế hoạch, nhưng vẫn chưa có ý định hành động, ai ngờ rằng mục chiêu nghi đã tự mình nhường cơ hội này đến trước mặt nàng. Vừa nghĩ nàng đã biết mục chiêu nghi đang muốn làm gì, trong lòng hư lạnh. Nàng chắc chắn sẽ không để nàng ta đạt được mục đích, nhưng một cơ hội tốt như vậy nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, nàng không cho phép mình bị mục chiêu nghi đẩy lên long sàng như một món hàng, cho nên đêm nay nàng sẽ chỉ hoàn thành bổn phận của một nô tỳ, không thể dâng lên sự trinh bạch của bản thân một cách mơ hồ. Dẫu sao cái giá đó quá rẻ, một khi có được rồi nam nhân sẽ không biết quý trọng nữa. Chỉ có mập mờ như có như không mới là cách làm tốt nhất. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nàng giả bộ tuổi thân cuối người, tỏ ra phục tùng rủ mắt đi về phía phòng tắm. Sau đó nàng đẩy cửa phòng tắm và bước vào trong ánh mắt vừa hận vừa chua sót của Mục Chiêu Nghi. Mục Chiêu Nghi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống cảm giác đố kỵ trong lòng, thấp giọng hỏi đại cung nữ bên cạnh, đã bỏ đồ vào trong chưa? Nương nương yên tâm, nô tỳ đã bỏ vào rồi à? Mục Chiêu Nghi gật đầu, trong lòng khó chịu như bị kiến cắn trong phòng tắm thiên hy đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi gần đây chính sự bề bộn hắn đã rất lâu không được nghỉ ngơi tử tế bây giờ được nước nóng xông người làm cả người hắn cảm thấy hơi buồn ngủ đột nhiên hắn cảm nhận được một đôi tay mềm mại đang phủ tên lưng hắn thiên hy đế tưởng là mục chiêu nghi vì thế cũng không thèm đề ý sau đó hắn lại cảm nhận được đôi tay ấy đang cầm khăn tắm giúp hắn trả lưng một cách cẩn thận Sức lực như thế quả thực không phải là thứ mà mục chiêu nghiêm một phi tần sống trong nhung lụa có thể có được. Lúc hắn đang định mở mắt ra xem người đến là ai, đột nhiên người thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, hạ vị căng lên, toàn thân hắn chợt tỉnh táo trở lại. "Rào!" một tiếng, hắn xoay người đứng lên, thuận tay kéo lấy y bào choàng lên cơ thể, sau đó dùng sức đẩy cung nữ mặt đỏ bừng bừng ra, tức giận khiển trách. "Tiện tỳ to gan!" Đồ y bị hắn đẩy một cái, cả người mất thăng bằng ngã xoài trên đất. Sau khi lấy lại tỉnh táo, nàng ta quỳ dạp xuống đầy sợ hãi, dập đầu nói. Bệ hạ thứ tội, nô tỳ không biết gì hết. Người đâu, người đâu rồi? Nhưng thiên hy đế nào có kiên nhẫn nghe nàng ta nói hết, hắn ta đạp cửa bước ra, lớn tiếng gọi người. Một đêm này, chủ tử các cung nghe nói bệ hạ lại nổi giận đùng đùng rơi khỏi cung Tây Khánh nhưng lần này và lần trước không giống nhau. Lần này bệ còn truyền khẩu dụ dáng mục chiêu nghi xuống là mục sung dung, cấm nàng ta bước chân ra khỏi cung Tây Khánh nửa bước, không có ý chỉ thì không được ra. Hôm sau khi hứa quân giao vào cung, trong cung lúc này đã không còn mục chiêu nghi mà chỉ có mục dung sung. Hứa quân giao nhớ mày, nàng sai ngôn vũ đi lượn hậu cung một vòng để thu thập các tin đồn liên quan đến vụ việc ở cung Tây Khánh đêm hôm qua. Sau khi ngôn vũ hóng được dưa liền quay về kể lại từng cái cho hứa quân giao nghe, sau một hồi sàng lọc thông tin, nàng kết hợp tính tình của đổ y và mục chiêu nghi lại với nhau, không, phải là mục dung dung mới đúng, nghĩ vậy nàng cười một cách mỉa mai. Thì ra là thế, đoán chừng đổ y của đời trước cũng giống như đêm qua, nàng ta phải chịu tổn thất nặng nề trong tay mục dung dung, kẻ tự cho mình là thông minh, sau việc này, Đỗ Y phải từ bỏ ý định trở thành phi tần của Thái tông và đến Đông cung của thái tử để tìm một lối thoát khác. Đột nhiên nàng cảm thấy mình giống như một khán giả đang xem màn biểu diễn đầy chật vật của đám người Phương Nghi và Đỗ Y, tiết mục này cũng cho nàng một trải nghiệm không tồi. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, trải qua mấy tháng chung sống, lúc đầu các vị công chúa và thư đồng còn có chút xa lạ nay đã dần trở nên quen thuộc. Có lẽ bởi vì dưỡng mẫu bị giáng chức nên trong lòng tam công chúa không thoải mái, nàng ta lúc nào cũng sụ mặt ra, trừ những lúc nói chuyện với gia bình huyện chủ gia, nàng ta chẳng đếm xỉ ai cả, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Những người đang ngồi đây trừ hứa quân giao có xuất thân thấp nhất ra, ai ai cũng là thiên chi kiều nữ, vì thế chẳng ai tự nguyên niềm nở với một kẻ đang mặt sưng mày xìa lúc đầu đại công chúa còn chủ động nói chuyện với nàng ta vì dù sao nàng cũng là hoàng trưởng tỷ nhưng nàng ta cứ thích ra vẻ xa cách làm đại công chúa tức giận không thôi tam công chúa thấy chẳng ai quan tâm đến mình thì càng thêm tủi thân trong lòng tức giận càng nhìn hứa quân giao cô càng thấy ngứa mắt nhưng lại kiêng kỵ ngũ công chúa bảo vệ con bé vô cùng kín kẽ khiến nàng không có cách nào gây sự hứa quân giao nhìn mấy tiểu cô nương đang giận dỗi cãi vã lẫn nhau một cách đầy thích thú. Nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ, nên chưa xảy ra xung đột lợi ích quá nhiều. Cho dù thỉnh thoảng có cãi nhau hay giận dỗi thì cũng chỉ là xích mích nhỏ giữa những đứa trẻ với nhau, không có gì ghê sớm cả. Chỉ là khi nhau lớn lên, xung đột lợi ích ngày càng nhiều hơn. Cho dù là khuôn mặt tươi cười hớn hở cũng phải cân nhắc xem nụ cười của đối phương có ý nghĩa gì khác không nàng liếc nhìn từ huyền thanh và bành ngọc kỳ đang khẽ nói chuyện với nhau bây giờ nụ cười trên mặt hai nàng vẫn mang theo vẻ chân thành chỉ sợ lớn thêm mấy tuổi nữa tiểu nha đầu nhìn ta làm gì thế từ huyền thanh phát hiện ra ánh mắt của nàng cười hỏi hứa quân giao nhìn nàng cười ngọt ngào ngắm huyền khanh tỉ tỉ xinh đẹp thấy bành ngọc kỳ cũng nhìn về phía mình nàng linh hoạt bồi thêm một câu còn ngắm cả Ngọc Kỳ tỷ tỷ xinh đẹp nữa. Được một tiểu nha đầu ngây thơ đáng yêu khen ngợi cả hai nữ tử tư và bành đều không nhịn được bật cười. Xem cái miệng bôi mật ngọt sớt của muội kìa, chẳng trách ngũ công chúa lại thích muội như thế. Bành Ngọc Kỳ cười nói. Tiểu đường đường không bôi mật ta cũng thích. Ngũ công chúa thỏ đầu ra trả lời cực nhanh, sau đó quay đầu lại tiếp tục múa bút thành văn. Lúc nãy đại công chúa và nhị công chúa đã bàn bạc xong sẽ cùng nhau ra vườn chơi đá cầu. Nhưng vì ngũ công chúa vẫn chưa làm xong bài tập nên các nàng quyết định đợi ngũ hoàng muội bao giờ viết xong rồi cùng đi. Đại công chúa và nhị công chúa không có ý kiến, tuy tam công chúa và tứ công chúa không hài lòng nhưng hai hoàng tỷ đều đồng ý nên các nàng cũng thôi. Nghe ngũ công chúa nói vậy nhị công chúa cười chiêu nói. Vẫn đi hóng người khác nói chuyện được cơ à. Chắc sắp làm xong bài tập rồi hả? Sắp rồi, sắp rồi à. Nhị hoàng tỷ đừng ồn ào, còn thiếu một trang nữa thôi, chỉ một trang nữa thôi à. Ngũ công chúa cầm bút ngoáy như bay, tứ công chúa tò mò lại gần nhìn xem, ngay lập tức tặc lưỡi. Ngũ hoàng muội đang viết cái gì vậy? Rồng bay phượng múa, nói đây là bùa chú chắc cũng có người tin nhưng ngũ công chúa chẳng dành đáp lời nàng ta đại công chúa cũng tò mò đến nhìn đầu vừa cúi xuống đã thấy ngũ công chúa viết xong một chữ điệp cỡ lớn nàng nhìn thật lâu không thốt nên lời tam công chúa hừ một tiếng nàng đã nhìn thấy mấy trang chữ như gà bới kia từ lâu chẳng mấy chốc ngũ công chúa đã viết xuống một nét chữ cuối cùng nàng ném bút lông xuống vui vẻ phủi tay nói viết xong rồi hứa quân giao không nô đùa cùng các nàng, vì nàng nhỏ tuổi nhất nên hai vị công chúa lớn tuổi nhất lo lắng nàng sẽ bị thương. Còn tam công chúa và tứ công chúa chê nàng chân tay ngắn tùn chẳng giúp ích được gì mà chỉ gây cản trở. Bọn họ có một gánh nặng là ngũ công chúa đã đủ rồi. Hứa quân dao cũng không để bụng, nàng ngắt một chút hoa cỏ ngồi trên ghế đá bện vòng hoa. Nàng học bện vòng hoa từ một vị ma ma già trước khi vào cung ở đời trước chẳng qua bây giờ 10 ngón tay mụn mĩm này không được linh hoạt, làm vòng hoa không được biện chặt, khiến cho nó không đẹp như vòng hoa nàng làm ở đời trước. Nhưng chỉ với nhiều đây đã khiến cho từ huyền thanh ngồi yên lặng bên cạnh nàng phải kinh ngạc không thôi, ngay cả bành ngọc kỳ và trịnh nhiên ở đằng xa cũng phải chạy đến xem vì tò mò. Giao muội muội không ngờ muội còn biết làm cái này. Bành Ngọc Kỳ ngạc nhiên nói. Hứa quân giao nhếch môi cười dùng giọng nói đắc ý pha chút ngây thơ của trẻ nhỏ trả lời danh mạch. Muội còn biết nhiều thứ nữa cơ. Từ uyển thanh bật cười khanh khách, gia bình huyện chủ đang muốn đến xem nghe thấy thế bèn hư một tiếng đầy khinh thường, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Bên kia, ban đầu ngũ công chúa đang chơi rất hăng say nhưng bây giờ nàng đang nhìn quả cầu bị mắc ở trên cây với vẻ mặt lúng túng, một tiểu cung nữ phụ mệnh đi lấy công cụ để chọc quả cầu xuống cầm theo một cái roi ngựa dài chạy về. Tứ công chúa vừa thấy đã mắng tới tấp, đúng là đần độn, người cầm cái roi ngựa về có tác dụng gì hả? Chẳng lẽ người có thể dùng nó để đánh rơi nó hả? Tiểu cung nữ khoảng chừng 10 tuổi, nàng có gương mặt tròn xoe, nghe vậy lý nhỉ nói, nhưng mà, nhưng mà nô tỳ Tì chỉ tìm thấy cái này thôi hả? À? Đi tìm tiếp đi, tìm xem có gậy gộc hay cây tre cây trúc gì không đại công chúa nói để muội đánh nó xuống cho ngũ công chúa tinh nghịch lấy chiếc roi ngựa từ trong tay của tiểu công nữ sau đó nhắm vào quả cầu đang mắc ở kẽ cành cây dùng sức quất một cái thật mạnh ai à, một tiếng kêu đau đớn vang lên ngũ công chúa chẳng những không đánh rơi được quả cầu mà còn bị roi quất vào người cuối cùng đau đến nỗi nhe răng trợn mặt ta đã nói không được đâu mà cứ không tin. Giờ chịu thiệt rồi thấy chưa?" Nhị công chúa tức giận nói. "Đáng đời, ai bảo muội ngốc." Tứ công chúa Hỏa Hê nhìn Ngũ hoàng muội. "Để muội giúp các tỷ lấy nó xuống." Bỗng nhiên, một âm thanh mềm mại vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Hứa Quân Dao đã đi đến đây từ lúc nào, trên tay nàng đã cầm chiếc roi ngựa mà lúc nãy Ngũ công chúa vứt xuống đất. "Đừng đừng đừng, muội tuyệt đối không được làm." ngũ hoàng muội vừa mới bị đau rồi, muội không thể tiếp tục làm thế nữa. Đại công chúa vội cả ngăn cản. Cứ để con bé làm, để con bé còn trổ tài chứ. Tam công chúa hừ nhẹ. Giao muội muội, việc này muội không làm được đâu, không cẩn thận là làm chính mình bị thương đấy. Đám người từ huyền thanh vội vàng tiến lên ngăn cản. Hứa quân giao nở một nụ cười với các nàng, sau đó nhân lúc không ai chú ý làm mặt quỷ với tam công chúa, thoát cay đã được chiêm ngưỡng gương mặt biến sắc của nàng ta. Sau cùng, hứa quân dao vung tay lên, mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng, vút, vụt, tiếp đó ai nấy cũng chừng mắt nhìn quả cầu rơi xuống đất cùng với vài nhánh cây bị gãy. Các vị công chúa, đám thư đồng, nội thị vội vàng đi gây chúc. Chỉ có ngũ công chúa sửng sốt trong chốc lát, sau đó xông về phía tiểu nha đầu đang dùng một đôi tay ngắn phủi lá cây dính trên người, nàng ta vừa ôm chầm lấy hứa quân giao vừa cười vừa hét, "Tiểu Đường Đường, muội đỉnh quá đi." "Trùng hợp hả? Tất cả đều là sự trùng hợp phải không?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn tiểu nha đầu béo mập đang được ngũ công chúa ôm vào lòng, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nảy lên một suy nghĩ. Nhưng bất kể mọi người nghĩ thế nào, những ngày vui vẻ, hạnh phúc, ở trong cung của hứa quân giao với tư cách là thư đồng của ngũ công chúa đã chính thức bắt đầu. Thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm sau, ở huyện Bình Động của Lâm An Phủ, một nơi cách xa Kinh Thành, ở ngõ sáu thành đông của nhà họ Tăng, Hạ Thiệu Đình 13 tuổi là đệ đệ của Tân Nương Tử, lúc này hắn cõng trên lưng biểu tỷ của mình, đi từng bước ra cửa, sau đó đặt nàng lên kiệu hoa phía sau hắn là hạ nương tử trông có vẻ ốm yếu xanh sao, nàng rưng rưng nước mắt nhìn kiệu hoa đi xa dần. Cô ơi, chúng ta về phòng thôi. Thiếu niên tiến đến dìu nàng ấy, thấp giọng nói. Trường 44, không biết đi đâu về đâu. Hạ nương tử lau nước mắt, sau cảm giác ngứa họng là một cơn ho dữ dội. Trong mắt hạ thiệu đình tràn ngập lo âu, nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì ngoài việc mau chóng dìu hạ nương tử về phòng và rót cho nàng một cốc nước ấm. Hạ nương tử nhận lấy cốc gốm trắng trong tay hắn rồi uống một mạch mấy hớp, cuối cùng mới cảm thấy cổ hỏng dễ chịu hơn. Thấy cháu trai nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, nàng bèn vỗ lên mờ bàn tay hắn đầy yêu thương. Chớ lo lắng, cô không sao cả. Dạ. Hạ thiệu đình cúi gằm mặt để che giấu đôi mắt ngấn lệ của mình, sau đó ôm ôm trả lời. Hạ nương tử làm bộ như không nghe thấy tiếng mũi sụt xịt của hắn, mỉm cười nói đột nhiên cô muốn ăn cháo thịt mà đình ca làm quá bây giờ cháu đi làm cho cô ngay à hạ thiệu đình nhanh chóng gạt đi nước mắt không vội không vội bây giờ cô còn chưa đói đợi bao giờ khách khứa về hết hay nói đình ca nhà chúng ta giỏi giang quá văn võ song toàn đến cả chặt củi pha trà đun nước làm cơm cái gì cũng biết không biết sau này cô nương nhà nào có được cái phúc phần này hạ nương tử giả vờ thoải mái nói. Thiếu niên ra mặt mỏng vừa nghe thấy lời trêu ghẹo của cô mình thoát cái mặt đã đỏ bừng cả lên, nói lý nhí như tiếng muối. Con còn bé mà. Hạ nương tử cười trêu. Lúc này lại bảo mình nhỏ tuổi. Không biết hôm qua ai nói mình đã trưởng thành và có thể gánh vác cái nhà này rồi nhỉ? Hạ thiệu đình mặt đỏ tía tai ấp úng mãi mà không thốt ra được câu nào để phản bác. Hạ nương từ cười ngất, làm cho thiếu niên càng cúi thấp đầu hơn, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Lúc nãy Thím A căn nói với ta, hai ba năm trước đây từng có người từ kinh thành đến đây tìm cháu, hình như là gửi thư gửi đồ gì đó. Ta nghĩ có lẽ là tiểu công tử của Đường phủ. Cháu có muốn nhân dịp này viết thư hồi âm không? Lúc này nàng đã thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Hạ Thiệu Đình ngẩn người, trong nháy mắt hắn lại năm đó nhớ đến thằng bé có thể im lặng nằm bò dưới gốc cây để chọc phá tổ kín, còn có tiểu nha đầu thảo mai kia. Năm đó sau khi rời khỏi kinh thành, bọn hắn không hề trở về đây ngay mà đi tới nhà cũ của hạ gia, sau đó lại đi tiếp một chuyến đến huyện An Bình để cung bái mẫu thân hắn. Dưới sự khăng khăng của cô, bọn họ đã mang phần mộ của mẫu thân hắn ở huyện An Bình trở về phần mộ tổ tiên của hạ thị, con gì điền cũng được bọn hắn đưa đến một nghĩa địa cách phần mộ tổ của hạ gia không xa. Có lẽ làm như vậy đã làm trái nguyện vọng của dì Điền, nhưng dù sao hắn cũng họ hạ, mẫu thân hắn cũng là người hạ gia, vì thế người cần phải an táng ở mộ tổ của hạ thi. Hắn rủ mắt, trên môi xuất hiện một nụ cười yếu ớt, cuối cùng lắc đầu nói. Không cần đâu à. Hạ nương tử cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của hắn, như vậy cũng tốt. Hà gia tẩu tử, chúc mừng nhé. Ơ, ờ, đây là cháu trai của tỷ hà. Mấy năm không gặp đã lớn thế này rồi à. Một vị khách tới muộn vào phòng chúc mừng, lấy làm ngạc nhiên khi thấy bên cạnh nàng xuất hiện một thiếu niên cao lớn. Đa tả, đa tả. Không phải cháu trai của ta thì là ai được chứ? Trẻ con mà, lớn nhanh như thổi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là bọn trẻ đã trưởng thành cả rồi. Hạ nương tử mỉm cười, nói chuyện hàn huyên. Hạ thiệu đình theo sát phía sau nàng, không có lúc nào là không chú ý đến nàng. Khi thấy nàng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi thì vội vã tiến lên khăng khăng dìu nàng ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi hầm sau đó tự mình giúp nàng tiếp đón khánh khứa. Nàng nhìn chàng thiếu niên, một người rõ ràng không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người khác giao thiệp, nhưng lúc này lại đang cố gắng học theo dáng vẻ tiếp đón khánh khứa của nàng, giả vờ bình tĩnh và chịu đựng mọi trò đùa của khách khứa. Nàng cúi đầu thở dài một hơi, cảm thấy đệ đệ bất tài của mình có thể có một nhi tử như vậy thật đúng là phúc phận mà hắn đã thu luyện được ở kiếp trước. Cho dù trên người đứa trẻ này không chảy dòng máu của hạ gia đi chăng nữa. Đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa đến khó chịu, nàng lấy khăn che miệng rồi ho dữ rồi. Sau khi cơn ho qua đi, nàng chậm rãi nhìn chiếc ngăn trong tay, nằm chính giữa chiếc khăn trắng tinh, sạch sẽ là một vết máu đỏ tươi. Cô ơi! Nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của thiếu niên truyền đến, nàng cuống quýt gập chiếc khăn trên tay lại để che đi vết máu trên đó, sau đó quăng cho thiếu niên một ánh mắt dò hỏi. Cô ơi! Khách hứa đã đi hết rồi, để con đi nấu cháo thịt cho cô nhé. Cô có muốn về phòng nghỉ ngơi chút không? Bao giờ con nấu cháo xong rồi sẽ gọi cô à? trên mặt hạ thiệu đình không nhìn ra chút bất thương nào. Không cần đâu, cô ngồi ở đây cũng được, con mau đi đi, mau đi đi. Hạ nương từ dịu dàng nói. Hạ thiệu đình cũng không cố ép, dạ một tiếng rồi đi vào bếp. Sau khi không thấy bóng dáng hơi gầy yếu của thiếu niên, hạ nương từ mới cúi đầu nhìn vết máu trên chiếc khăn thật lâu không nói ra lời. Nữ nhi đã xuất giá, con rể là một người thật thà chân thành, hai đứa nó cứ thế mà bình yên sống qua nàng cũng chẳng có gì phải lo lắng. Điều duy nhất mà nàng lo lắng chính là đứa trẻ đình ca này, tuy trên danh nghĩa hai người là cô cháu, nhưng những năm này nàng đối xử với thằng bé như con đẻ của chính mình, hơn nữa thằng bé cũng rất hiểu chuyện. Không, phải nói là hiểu chuyện đến mức làm nàng đau lòng. Nếu như nàng không còn nữa, Phương Tỷ cũng có gia đình của mình, vậy đứa trẻ này nên đi đâu về đâu đây? Liệu sau này có cô nương tốt nào chăm sóc thằng bé không? Trong phòng bếp, Hạ Thiệu Đình đang cúi đầu vo gạo. Tách! Có một giọt trâu rơi xuống nước vo gao. Hai tay hắn trà sát hạt gạo, tiếng nước chảy ào ào đã giấu đi tiếng. Tách 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 tách, đang rơi xuống không ngừng. Sau khi nấu cháo xong, hắn múc cháo vào bát xứ, tiếp đó đặt bát trong nước để làm nguội, chờ sau khi nhiệt độ vừa phải mới đi tìm Hạ nương tử nhưng khi hắn ra ngoài tìm nàng thì phát hiện ra hạ nương tử đang ngồi trên ghế thái sư ngủ gật. Cô ơi, cô ơi, cháu nấu cháo xong rồi à? Cô ơi, cô ơi. Hắn đẩy nhẹ cánh tay của hạ nương tử, thấp giọng gọi, nhưng chẳng ngờ hạ nương tử lại chẳng có phản ứng gì cả. Lòng hắn thắt lại, dùng sức hơn vừa nãy đẩy một cái, run rẩy gọi. Cô ơi, mau tỉnh lại đi, cháu nấu xong cháo rồi à? Cô ơi, người mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà, người còn không dậy thì cháu sẽ nguội mất, cô ơi. Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng hít thở mỏng manh của hạ nương tử. Hắn tiếng gọi càng ngày càng lớn, đôi tay không ngừng run rẩy. cô ơi, cô ơi. Sau một lúc lâu, mí mắt hạ nương tử khẽ run, lúc nàng đang chậm chậm mở mắt ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của chàng thiếu niên trước mặt, hắn vừa khóc vừa nói sao người ngủ sâu giấc thế người dọa con sợ chết mất con đã nấu cháo xong rồi mà người còn chưa tỉnh để ăn hạ nương tử sững ra thật lâu sau nàng dịu dàng vỗ về đứa cháu đang quỳ trước mặt mình và khóc như một đứa bé đúng là đứa trẻ ngốc con khóc lóc cái gì chứ cô mệt quá mới ngủ sâu tí thôi cho nên mới không nghe thấy tiếng đình ca gọi không phải con bảo nấu cháo xong rồi hả Đúng lúc cô đang đói, mau bê đến đây để cô nếm thử xem tay nghề của đình ca có tiến bộ không. Hạ thiệu đình lau qua loa nước mắt trên mặt, giả dạ, một tiếng nhưng vẫn không yên lòng mà nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó mới quay đầu đi bưng cháo mà hắn đã chuẩn bị xong. Ba ngày sau phương tỷ về nhà lại mặt, hạ nương Từ thấy sắc mặt hồng nhuận của nữ nhi, thấy con rể cát thanh vân chốc chốc lại liếc nhìn con bé thì nụ cười trên mặt của hạ nương Từ lại càng tươi hơn. Tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhân lúc phu quân và mẫu thân nói chuyện với nhau, Phương Tỷ kéo Hạ Thiệu Đình ra bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn tình hình sức khỏe gần đây của mẫu thân. Hạ Thiệu Đình ra vẻ thoải mái nói, "Tỷ tỷ yên tâm, có lẽ bởi vì tỷ tỷ gả được cho một anh rể tốt, nên tinh thần của cô dạo này đây tốt lên rất nhiều. Ngày tỷ rất giá, cô còn bảo đệ nấu cháo thịt cho người ăn cơ." như thế mới tốt khuôn mặt phương tỷ cuối cùng cũng trở nên tươi tắn nhẹ nhõm hơn hạ thiệu đình mỉm cười nhìn nàng nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt trong nháy mắt chỉ tiếc là phương tỷ không phát hiện ra nàng nhanh nhẹn bước đến cạnh mẫu thân và vị hôn phu của mình hạ thiệu đình rủ mắt xuống để che đi tầng tầng nước mắt đang rưng rưng trong mắt các thanh vân nghẹn ngào thấp giọng cam đoan xin nương cứ yên tâm nếu phương tỷ đã gả cho con thì đệ đệ của nàng cũng chính là đệ đệ của con dù phải nhịn ăn một bữa con cũng tuyệt đối không để hai tỷ đệ bọn họ phải thiếu một bữa nào hạ nương tử thở dài một hơi như chút được gánh nặng trên mặt nở một nụ cười thật tươi sau khi cát thanh vân và phương tỷ rời đi hạ thiệu đình vẫn không dám cách quá xa hạ nương tử vừa để chăm sóc nàng nhưng cũng vừa chỉ có thể nhìn sức khỏe của hạ nương từ ngày một xa sút cũng ngày càng khó gọi dậy. Cuối cùng, vào một buổi sáng tinh mơ của nửa năm sau, bất kể hắn khóc, hắn gọi thế nào đi chăng nữa, thì hạ nương tử vẫn thủy chung không mở mắt nhìn hắn lấy một cái. Sau khi làm tang lễ cho hạ nương tử xong xuôi, hạ thiệu đình lặng lẽ thu dọn hành lý, theo sau phu thê cát thanh vân bước ra khỏi ngôi nhà mà hắn đã sống trong một thời gian dài khuôn mặt hắn mờ mịt khi nhìn thấy cổng lớn bị khóa lại. Hắn thật sự không thể giữ nổi ai cả sao? Bà nội, nương, dì và cả cô. Cùng năm đó, đế hậu cũng nghị sự để tuyển phi cho thái tử triệu nguyên đức. Mỗi ngày đều có không ít cáo mệnh phu nhân phụng chỉ đưa nữ nhi xuất sắc nhất trong phủ. Đồng thời tuổi tác cũng phải sấp xỉ thái tử liên tiếp ra vào phượng tảo cung. Hứa quân giao ngồi trong đình nghỉ mát ở cung phượng tảo, nhìn những cô nương tiên nữ dáng trần ra ra vào vào, nàng nhịn không được huyết ngũ công chúa đang ngồi bên cạnh, trong lòng hoàng hậu nương nương đã chọn được ai chưa? Ngũ công chúa đang tháo cửu liên hoàn nghe vậy lập tức trả lời. Có rồi, mẫu hậu thích từ huyền thanh, phụ thân cũng cảm thấy huyền thanh tỷ tỷ khá thích hợp. Thế thái tử hoàng huynh thì sao? Hắn cũng thích huyền thanh tỷ tỷ à? Hứa quân giao hỏi. Thái tử Hoàng Huynh Á. Cái đó thì ta cũng chẳng biết. Huyền Thanh tỷ tỷ vừa tốt tính lại vừa xinh đẹp, chắc hẳn thái ý tử Hoàng Huynh cũng thích. Ngũ công chúa thuận miệng trả lời. Hứa quân giao không nói gì thêm. Đời trước, nàng làm việc ở Đông Cung của Triệu Nguyên Đức vài năm, nếu nói về sủng ái thì thái tử phi từ Huyền Thanh kém xa lương đệ bành ngọc kỳ của thái tử. Chẳng qua sau lưng từ Huyền Thanh có đế hậu chống lưng, nên dù thế nào đi chăng nữa thì thái tử cũng phải giữ cho nàng thể diện mà một thái tử phi nên có nhưng cũng chỉ trong giới hạn này thôi còn bành ngọc kỳ thì nàng nhớ lại lúc mình biết bành ngọc kỳ ở đời này đoàn trang nhã nhận không thua gì từ huyền thanh thật sự rất khó để liên tưởng bành ngọc kỳ đời này với bành ngọc kỳ quyến rũ táo bạo ở đời trước nhưng khi nàng nghĩ lại trung quy làm thê và làm thiếp cũng không giống nhau thường nói hiền thê mỹ thiếp, dù sao thì Bành Ngọc Kỳ cũng là trưởng nữ của gia đình quyền quý. Từ bé đã được đào tạo theo tiêu chuẩn của chính thất nên đương nhiên không thua kém từ huyền thanh. Chỉ đáng tiếc ông trời không toại lòng người, cuối cùng nàng ta cũng chỉ có thể khom người trước từ huyền thanh và trở thành lượng đệ của thái tử. Lương đệ của thái tử tuy êm tai, nhưng xét đến cung cũng chỉ là thiếp của thái tử. Không chơi nữa, không chơi nữa. Chả thú vị gì cả. Ngũ công chúa bực mình khi tách cửu liên hoàn một lúc lâu mà vẫn không tháo được nó ra. Nàng ta đứng dậy kêu hứa quân giao nói, tiểu đường đường, chúng ta đi luyện roi đi. Năm đó, khi hứa quân giao 5 tuổi cầm roi làm chấn động các vị công chúa và thư đồng của bọn họ, từ đó ngũ công chúa làm ầm lên đòi theo nàng học nghịch roi. Hứa quân giao đương nhiên không từ chối chỉ đáng tiếc là tuy bản thân nàng có thể dùng một cách thuần thục mạnh mẽ nhưng để dạy cho người khác thì trung quy vẫn là kẻ ga mơ nhưng ngũ công chúa không hề để ý mỗi ngày vào lúc rảnh rỗi nàng sẽ lấy roi ra vụt hai tiếng vun vút vang lên hoa cỏ xung quanh đều bị hủy hoại vô số cái bàn cái ghế cũng lần lượt ra đi việc này khiến cho hoàng hậu vô cùng đau đầu nhưng sau khi thiên hy đế biết chỉ bật cười nói tiểu cô nương là bóng hồng không thua kém đấng mày dâu, chỉ là bản lĩnh khiêm tốn chút thôi. Nhưng mà đâu cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, mời sư phụ giỏi đến dạy là được. Vì lời này của hoàng đế mà hứa quân giao và ngũ công chúa có thể quang minh chính đại đi theo sự phù học quất roi, nhờ vậy mà hứa quân giao vốn đã thành thạo nay được hưởng lợi nhiều nhất, nàng đã sớm tự học thành, tài mặc dù động tác vung roi giống y như đúc nhưng trung quy vẫn có không ít sơ hở. Sau khi được sư phụ chỉ dạy một hồi, trình độ vung roi của tiểu nha đầu đột nhiên tăng mạnh. Chuyện khiến nàng vui nhất là, bởi vì có hoàng đế ra mặt, thêm nữa cây roi trong tay nàng là do ngũ công chúa, ban thưởng, cho, nên dù đường Tùng Niên và Nguyễn Thị có bất mãn thế nào cũng không thể tịch thu, vũ khí, của nàng, cũng không thể tiếp tục ngăn cấm nàng luyện roi kể từ đó trong lòng Nguyễn Thị hối hận không thôi. Nàng vốn tưởng rằng vào cung học phép tắc sẽ khiến tiểu nha đầu này bớt lỗ mãng, không ngờ rằng tình tình này của con bé lại ngày một thậm tệ hơn. Không chỉ như thế, bây giờ còn có thể phụng chỉ luyện roi, làm cho mọi người không có cách nào bắt chẹt được con bé. Hứa quân giao để mặc ngũ công chúa kéo mình rời khỏi cung phượng tảo, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa cung đã gặp ngay từ huyền thanh đang đi đến đây. Hai năm trước, trung thư lệnh từ Linh Nho, ông nội của từ huyền thanh chết bệnh, địa vị của từ phủ trong kinh thành đã không còn như trước. Lúc này vì chuyện đế hậu tuyển phi cho thái tử mà cả từ gia đều gửi gắm hy vọng lên người từ huyền thanh, bọn họ chỉ trông mong nàng ta có thể giành được vị trí thái tử phi. Ngay cả bản thân từ huyền thanh cũng quyết tâm giành được vị trí thái tử phi này. Mấy năm ở trong cung, phương diện lễ nghi phép tắc nàng đều hết mực chu toàn, đối nhân xử thế đều thể hiện phong thái của trưởng nữ danh môn. Sự mềm mại dịu dàng như gió mùa xuân của nàng làm cho tất cả mọi người đều sinh ra thiện cảm. Bây giờ nhìn thấy ngũ công chúa và hứa quân giao, nàng mỉm cười tiến lên, đầu tiên hành lễ một cách chuẩn mực với ngũ công chúa, nói vài câu vừa thân thuộc lại vừa không mất đi sự thân mật với ngũ công chúa, song trong khoảng thời gian đó cũng không hề xem nhẹ hứa quân giao thật sự khiến người khác nhìn thấy mà sinh ra thiện cảm ta thấy rau muội muội dường như cao lên một chút thì phải nếu như cứ dựa theo tốc độ như vậy sau này nhất định sẽ trở thành một cô nương mảnh khảnh nàng ta kéo tay hứa quân giao đánh giá từ trên xuống dưới một phen cuối cùng dịu dàng nói hứa quân giao gật đầu cười híp mắt cao lên rồi cũng gầy đi nữa không còn đáng yêu như trước nữa nếu như cứ mập mạp mạp múp míp như trước thì tốt biết mấy. Ngũ công chúa đột nhiên thở dài, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc. Hứa quân giao coi như không nghe thấy gì. Từ huyền thanh cảm thấy buồn cười, đồng thời nàng cũng rất hâm mộ tình cảm từ khi còn bé của hai người. Chí ít tình cảm của bọn họ còn tốt hơn nhiều so với những cặp công chúa và thư đồng bọn nàng. Ngôn vũ giỏi nịnh hót không biết đã bay ra từ lúc nào, nàng ta cứ bay lượn xung quanh ngũ công công chúa, chừng mắt chống nạnh nói, còn lâu đi, ngày trước giao giao đáng yêu, bây giờ cũng vẫn đáng yêu. Sau này cũng sẽ luôn luôn đáng yêu. Hứa quân giao thấy nàng học theo động tác của ngũ công chúa thì không khỏi bất lực. Thế nhân thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở trong cung mấy năm ngôn vũ cây khác không học được, nhưng lại học không ít những thứ linh tinh vớ vẩn của ngũ công chúa. Từ Uyển Thanh cười và nói với Ngũ công chúa: "Dáng vẻ mập mạp của giao muội muội trước đây rất dễ thương, nhưng bây giờ trở thành một cô nương duyên dáng, yêu điệu trông như tiểu tiên nữ, chẳng lẽ không đẹp sao?" Ngũ công chúa nghiêm túc đánh giá tiểu thư đồng của mình một phen, sau đó xoa cằm suy nghĩ, sau một lúc mới miễn cưỡng nói: "Được rồi, cũng khá đẹp đó." Hứa Quân giao rất muốn ném cho nàng ta ánh mắt khinh bỉ nàng rất hài lòng với vóc dáng của mình bây giờ, không còn mũm mĩm giống như trước đây để người ta tùy tiện xoa nắm nữa, duyên dáng yêu kiều, diện mạo cũng thanh tú, thậm chí đời này nàng còn đẹp hơn đời trước. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là do cả ngày ngôn vũ cứ vác khuôn mặt của nàng đời trước làm ra những chuyện kỳ quái, đã vô tình làm ảnh hưởng đến phán đoán của nàng đối với dung mạo của bản thân mình ở đời trước. Nhưng mà những thứ đó không quan trọng, quan trọng là sau khi lớn lên nàng sẽ trở thành một mỹ nhân có dung mạo xuất chúng. Nàng vui vẻ suy nghĩ. Ba người vừa đi vừa nói đến hăng say, từ huyền thanh nói không tính là nhiều, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu nhưng lần nào cũng thành công gợi chuyện để ngủ công chúa nói, làm cho nàng ta cao hứng bừng bừng nói một chàng một trận. Hứa quân giao tiếp tục làm bộ ngây thơ đáng yêu phối hợp với sự sàm môn loạn ngữ của ngũ công chúa khiến cho bầu không khí trở nên tương đối hài hoài. Điện Hạ, xin dừng bước. Tay áo của thần nữ bị mắc vào cành hoa, không dám thất lễ trước mặt Điện Hạ. Bỗng nhiên, không biết từ đâu truyền đến giọng nói êm tai của nữ tử, hứa quân giao ngẩn ra, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Bành Ngọc Kỳ, hứa quân giao không khỏi nhớ mày điện hạ ư chẳng lẽ là thái tử quả nhiên ngay sau đó nàng đã nghe thấy giọng nói của triệu nguyên đức ngọc kỳ muội muội cứ nói giỡn, muội muội dung mạo tuyệt thế dáng vẻ phong tình vạn trùng há có thể chỉ vì bị cành hoa móc vào tay áo mà thất lễ được điện hạ nghe thấy giọng nói hờn dỗi của bành ngọc kỳ truyền lại hứa quân giao theo bản năng liếc nhìn từ huyền thanh thấy gương mặt nàng đã căng cứng từ lúc nào, đôi mắt chứa đầy tức giận. Nàng ta rủ mắt xoắn chặt chiếc khăn bằng hai tay, khẽ lắc đầu. Suy cho cùng tuổi còn trẻ nên chưa đủ bản lĩnh. Bao giờ Bành Ngọc Kỳ cùng thái tử ve vãn trước mặt nàng ta, mà mặt nàng ta không biến sắc mới xem như thật sự lão luyện. Sau khi tiếng bước chân của Bành Ngọc Kỳ và thái tử dần đi xa, ngũ công chúa bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh ra hóa ra thái tử hoàng huynh thích ngọc kỳ tì tì hứa quân giao lại thấy sắc mặt của từ huyền thanh khó coi hơn trước trong mắt thậm chí còn lấp lánh ánh lệ nàng đăm chiêu suy nghĩ chẳng lẽ từ huyền thanh đã đem lòng ái mộ thái tử nếu như là thế chẳng trách đời trước nàng ta liên tục chịu thiệt trong tay bành ngọc kỳ từ xưa đến nay hậu cung vẫn luôn là chiến trường của nữ nhân Điều mà nữ nhân không thể chấp nhận được chính là không có được lòng si mê và ái mộ của nam nhân, càng yêu sâu đậm, càng không thể bình tĩnh đối mặt với mọi ý đồ xấu, mà một khi mất đi sự bình tĩnh, chính là lúc tiến gần đến thất bại. Nhưng Bành Ngọc Kỳ khiến cho nàng khá bất ngờ, không ngờ rằng nàng ta đã ra tay với thái tử từ lâu, xem ra nàng ta cũng biết đế hậu vừa ý Từ Huyền Thanh, nhưng chỉ vì không cam lòng nên muốn tranh giành một phen cho nên nàng ta không thể không nhanh chóng tiếp cận thái tử. Từ Uyển Thanh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt nở nụ cười, chúng ta đi thôi. Nghe nói trà hoa trong công ngũ công chúa là tuyệt nhất, hôm nay ta mặt dày đến quấy dày để xin một chén. Ngũ công chúa cười hi hi nói. Đừng nói là một chén, mười chén đều được. Một tháng nữa lại trôi qua, thiên hy đế chính thức hạ chỉ, để thái tử. Triệu Nguyên Đức kết thân với trưởng nữ Từ Uyển Thanh của Đại học sĩ Từ Thượng Bác, phong nàng làm Thái tử Phi, trưởng nữ Bành Ngọc Kỳ của An Khang Hầu làm lương đệ của Thái tử, tất cả đều giống với đời trước. Sau khi Thái tử Phi và lương đệ của Thái tử được ấn định, cung nữ và nội thị hầu hạ trong đông cung đều được tăng lên, Hoàng hậu đã chọn ra hơn 10 người từ nhóm cung nữ mới tiến cung vào năm trước để thêm vào đông cung, đồng thời cũng lệnh cho các nữ quan dạy phép tắc cho bọn họ. Hứa quân và ngũ công chúa một trái một phải ngồi bên cạnh hoàng hậu, hai người mỗi người nói một câu dỗ dành hoàng hậu, câu nào câu nấy ngọt sớt âu khiến hoàng mỉm cười không ngừng Nương nương, cung nữ phương nghi cầu kiến. Có cung nữ tiến vào bẩm báo. Truyền. Khi hứa quân giao vô thức nhìn về phía cửa khi nghe thấy hai chữ phương nghi, cho đến khi cửa chính xuất hiện bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, gương mặt đó càng ngày càng đến gần, càng ngày càng rõ nét chính là phương nghi mà nàng đã từ kính trọng như mẫu thân quả nhiên đến rồi đôi mắt nàng lóe lên nàng chẳng cần làm gì cả chỉ cần yên lặng chờ đợi mọi chuyện đều diễn ra giống như đời trước đồ y phương nghi có thể không lâu sau này còn xuất hiện thêm một hứa quân giao nữa vào đầu mùa xuân năm sau thái tử cưới thái tử phi ba tháng sau Đông Cung sẽ đón bành ngọc kỳ lương đệ của Thái Tử. Chính vào lúc này, tin tức về bạo loạn ở biên giới liên tiếp được gửi về Kinh Thành, khiến cho Thiên Hy tức giận đùng đùng. Nhất là người địch ở phía Tây, bọn chúng nhiều lần bắt giữ và quấy nhiễu dân chúng, đốt nhà cướp của khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Gạch nối Hạ thiệu đình truyền từng khúc cùi đã trẻ vào phòng chưa cùi, hắn dùng tay áo lau qua loa những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau đó rửa sạch tay trên đường đi tìm phương tỷ lúc đi ngang qua đại sảnh hắn nghe thấy giọng gay gắt của miêu thị mẹ chồng của phương tỷ nhà chúng ta không phải mở thiện đường hắn đã lớn tướng như vậy mà vẫn còn ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta không biết ngượng hà nương sao đình ca lại ăn nhờ ở đậu chứ hắn giỏi giang thế nào mọi người đều đã tận mắt nhìn thấy mỗi ngày một mình hắn làm việc bằng sức của hai người lớn trong nhà cát thanh vân cố gắng tranh biện cho em vợ hắn ở nhà chúng ta thay chúng ta làm việc không phải là điều hiển nhiên sao chẳng lẽ còn mong chờ chúng ta đối cử với hắn như công tử thiếu ra sao ta nói này lúc đầu các con không nên đưa thằng đó về đây một là hắn không họ cát hai là hắn không họ tằng tóm lại chẳng liên quan gì đến chúng ta cả người nên quan tâm nuôi dưỡng hắn phải là người nhà họ hạ Hà Gia đã không còn ai từ lâu, một thằng bé mới lớn như hắn có thể đi đâu được. Nương, mọi người đều nói. Hạ Thiệu Đình lặng lẽ quay người rời đi. Ngày hôm sau, các Thanh Vân và Phương Tỷ đang chơi đùa với nữ nhi thì thấy Hạ Thiệu Đình vui vẻ đi về phía bọn họ. Tỷ tỷ, tỷ phu, đệ vừa tìm được một công việc không tồi. Phương Tỷ sững người, công việc tốt gì? Tỷ tỷ còn nhớ hồi bé đệ từng giúp một vị tiêu sư không? Không ngờ rằng tiêu sư kia bây giờ đã trở thành tổng tiêu đầu. Hôm qua đệ đi trên đường thì đụng phải hắn. Hắn biết đệ đang tìm việc nên hỏi đệ có muốn đến tiêu cục làm việc không? Mỗi tháng ước chừng được một sâu tiền đó. Lúc đầu phương tỷ còn thấy không tin, nhưng nghe nói được trả tận một sâu tiền trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Cát Thanh Vân thì ngược lại, hắn nhíu mày, không yên tâm mà cố gặng hỏi. Nhưng câu trả lời của Hạ Thiệu Đình khiến hắn không thể soi ra một chút sai sót nào. Hắn nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng yên tâm để thằng bé đi. Cũng tốt, đi ra ngoài làm việc còn hơn ở nhà bị người nói bóng nói gió. Hai ngày sau, Hạ Thiệu Đình rời đi trong sự đưa tiễn của phu thế Cát Thanh Vân. Từ đây, Hạ Thiệu Đình rời khỏi Cát Gia, nơi hắn sinh sống chưa đến một năm. Khi đã đi xa hôi làng của Cát Gia, nụ cười trên gương mặt Hạ Thiệu Đình cuối cùng cũng tắt ngóm, hắn nhìn khoảng không mịt mù trước mặt. Trời đất rộng lớn, hắn không biết nên đi đâu về đâu. mươi 45, tại sao lại họ hứa? Sau khi tiến Hạ Thiệu Đình đi, các thanh vân về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm, bỗng nhiên thấy thê tử hốt hoảng từ trong phòng chạy ra. Chàng xem này, đình ca đã cho nữ nhi của chúng ta tất cả những thứ mà mà gì thằng bé để lại vừa nói vừa đưa chiếc hộp mà trước khi đi Hạ Thiệu Đình đã trao tay nàng cho phu quân xem, thằng bé nói rằng chiếc hộp này dành cho cháu trai của hắn sau này. Cát Thanh Vân cầm lấy chiếc hộp nhìn xem, bên trong là một chồng ngân lượng trị giá không nhỏ, hàng lông mày của hắn cau chặt lại, nhớ đến cái hôm Hạ Thiệu Đình nói mình đã tìm được công việc tốt, tiếp đó lúc hắn định đưa Đình Ca lên trấn trên, thằng bé chỉ về phía chiếc xe ngựa đỗ bên đường đằng xa và nói rằng đó là người đến đón mình không ổn, ta phải đi đón thằng bé về. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, xoay người chạy ra bên ngoài. Hắn gấp đến độ Phương Tỷ ôm chiếc hộp đuổi theo sau nhưng không cách nào đuổi kịp. Phương Tỷ đuổi được một đoạn đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Mãi cho đến lúc nhá nhem tối, nàng mới thấy các thanh vân mang theo gương mặt mệt mỏi trở về. Sao rồi, sao rồi? Đã tìm thấy thằng bé chưa? Các thanh vân lắc đầu, giọng nói tràn đầy hối hận, ngay cả chiếc xe ngựa đến đón đình ca cũng là giả. Người ta chỉ là người đi đường dừng xe lại để nghỉ ngơi mà thôi, chứ đối phương chẳng biết hạ thiệu đình là ai, cũng chẳng được ai nhờ vả đến đón thằng bé đến tiêu cục cả. Còn nữa, cái tiêu cục mà thằng bé nói đã đóng cửa từ lâu, nghe nói tổng tiêu cục đã đi lính rồi, làm sao còn mời người gì nữa chứ? Chúng ta bị thằng nhóc này lừa rồi. Phương Tỷ vừa nghe đã sốt ruột đến nỗi bật khóc. Vậy phải làm sao đây? Đình ca có thể đi đâu được chứ? Thằng bé đã để lại toàn bộ số tiền của mình cho chúng ta rồi, thằng bé ở bên ngoài biết phải sống sao đây? Nếu đình ca có gì bất chắc, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân và cha mẹ thằng bé nơi chín suối đây? Hay thằng bé về nhà rồi? Tòa nhà ở ngõ 6, Thành Đông hoặc nhà họ Hà ở huyện Đan Dương. Ngõ 6, Thành Đông ta đã tìm rồi, thằng bé không ở đó. Còn nhà của Hà Gia thì sáng mai ta sẽ đích thân đi tìm một chuyến. Chỉ mong thằng bé thật sự quay về nhà họ Hà. Cát Thanh Vân hối hận đến nỗi ruột sắp đứt rồi. Nếu không phải do bản thân hắn sơ suất, làm sao có thể bị lừa bởi lời nói dối vụng về của thằng bé được? Đúng, Đình Ca nhất định đã quay về nhà họ Hà rồi. Nhất như thế không sai đâu. Cũng không biết Phương Tỷ đang an ủi người khác hay đang an ủi chính mình. Còn số ngân phiếu này nàng tìm chỗ nào an toàn cất hộ thằng bé đi, đây là của dì đình ca để lại cho thằng bé, chúng ta không thể lấy. Cát Thanh Vân lo lắng, khẽ dặn dò. Phương Tỷ gật đầu. Chàng yên tâm. Nhưng ngày hôm sau, khi Cát Thanh Vân đến huyện Đan Dương thì phát hiện cửa chính nhà họ hạ đóng chặt, trên khóa còn phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ trước giờ không có ai đến đây. Sau khi Phương Tỷ biết tin thì khóc một trận, Cát Thanh Vân trầm mặc ngồi im một chỗ. Cũng chẳng phải thằng nhóc lên ba, đầy đứa bé nhỏ tuổi hơn hắn sống vất va vất vưởng bên ngoài, các con lo lắng làm cái gì chứ? Miêu thị không vừa lòng nhi tử mấy ngày, không làm việc đàng hoàng, cứ một mực chạy đi khắp nơi tìm cái thằng nhóc đình ca ăn nhờ ở đậu kia. Nương, xin người đừng nói nữa. Nếu đình ca có mệnh hệ gì, con cũng không còn mặt mũi mà sống nữa. Cát Thanh Vân vuốt mặt, khàn khàn nói. Miêu thị còn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt khó chịu của nhi tử và con dâu đang ôm cháu gái lau nước mắt giàn rủa, đành phải nuốt những điều muốn nói vào trong. Cho đến tận hai tháng sau, Phương Tỷ nhận được một cuộn vải và một sâu tiền do Hạ Thiệu Đình nhờ người gửi về. Các thanh vân hỏi rõ người đến mới biết Hạ Thiệu Đình đang làm thuê trong một võ quán ở Thanh Châu. Biết thế hắn vội vàng đi tìm nhưng được cho biết ba ngày trước Hạ Thiệu Đình đã xin nghỉ làm và rời đi. Mặc dù không tìm được người, nhưng cuối cùng cũng nhận được tin tức của thằng bé nên Cát Thanh Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Phù thê hai người lo lắng cho Hạ Thiệu Đình nhưng lại không biết thằng bé đã đi theo đoàn xe rời khỏi Trung Nguyên từ lâu, hiện nay đã đi đến biên giới. Khi Hạ Thiệu Đình rời khỏi thôn Cát ra, hắn chỉ mang theo năm lượng bạc và khoảng 10 tiền đồng, hắn đi khắp nơi không mục đích, khi ngân lượng trên người tiêu gần hết mới tìm công việc gần đó để kiếm tiền, sau đó tiếp tục đi tiếp. Trong một năm ngắn ngủi, hắn đã từng ở bến tàu khiêng bao tải, từng làm công trên thuyền hoa, từng học nghề trong tiểu lầu, cũng từng làm thuê ở võ quán, nhờ đó mà hắn đã gặp được đủ mọi loại người, cũng trải qua rất nhiều chuyện mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Sau đó nữa, hắn cảm thấy bản thân có thể đi đến nơi xa hơn để mở mang kiến thức. Đúng lúc hắn nhìn thấy đoàn xe đến biên giới đang tuyển người làm công, thế là hắn bèn đi theo. Chỉ là hắn không biết rằng, quyết định lần này của bản thân sẽ thay đổi cuộc đời của hắn. Gạch nối Lại nói đến hứa quân giao, sau khi nhìn thấy Phương nghi ở cung phượng tảo nàng vẫn luôn chú ý đến nàng ta, sau đó nàng biết được nàng ta là cô cô phụ trách chỉ dạy cung nữ mới tiến cung, sau khi dạy dỗ các cung nữ xong sẽ ở lại đông cung hơn nữa mấy năm trước do bị mục chiêu nghi làm liên lụy nên đồ y bị điều vào thượng y cục hai năm trước mới chuyển vào đông cung của thái tử hiện nay nàng ta đã trở thành một cung nữ khá có máu mặt các tiểu cung nữ thấy nàng đều phải kính trọng gọi một tiếng cô cô mọi thứ đều giống hệt như ở kiếp trước còn nàng thì càng thêm tin rằng không lâu sau đó sẽ có một hứa quân giao xuất hiện. Thiên Hy Đế cuối cùng cũng bị chọc giận khi biết người địch ở phía Tây năm lần bảy lượt xâm phạm vùng biên giới Đại Tề. Hắn bất chấp những lời khuyên can của Đại Thần, dứt khoát quyết định ngự giá thân trinh, quyết chí muốn dạy bọn người địch ở phía Tây một bài học. Dù các vị quần thần hết lời khuyên nhủ, nhưng không một ai có thể thay đổi được quyết định của Thiên Hy Đế cả. Hứa quân giao thì khác, sau khi nàng biết tin này lại không giấu được vui mừng bởi vì nàng biết rằng cuộc chiến lần này của thiên hy đế át sẽ mang đến cho đại tề một tướng vị tướng tài ba xuất chúng không sai đó chính là thiếu niên ánh trăng của nàng kể từ khi thiếu niên ánh trăng rời đi thực ra nàng và tiểu đường đại nhân vẫn sai người đưa quà đưa thư cho hắn nhưng cuối cùng tất cả đều bị gửi về nguyên si nhưng nàng không biết rằng năm đó Hạ Nương Tử không hề đưa Hạ Thiệu Đình về nhà chồng ở huyện Bình Đồng ngay mà đưa bọn hắn đi đến nhà cũ của Hạ Thị. Đồng thời còn ở đó tận 2 năm. Mãi đến 2 năm sau mới quay về huyện Bình Đồng. Cũng bởi vì một lần bỏ lỡ kia mà nàng đã hoàn toàn mất tin tức về Hạ Thiệu Đình. Mà hiện giờ Hoàng Đế ngự giá thân trinh chắc chắn sẽ cho nàng tin tức của Hạ Thiệu Đình, bảo nàng không vui sao được. Muội một mình ở đây cười đần gì thế? giọng nói ngờ vực của châu ca vang lên sau lưng nàng hứa quân giao ném cho hắn một cái nhìn ghét bỏ châu ca đang ở giai đoạn vỡ giọng nên giọng nói vừa thô vừa khàn vừa nghe đã thấy trói tai nhưng mà dáng người hắn lại cao thẳng như tùng sau khi ngũ quan cởi bỏ nét trẻ con hắn đã dần dần mang dáng dấp của tiểu đường đại nhân đời trước nhưng mà đối với người đã từng nhìn thấy dáng vẻ của đường tùng niên khi còn trẻ như nàng mà nói Tướng mạo của thiếu niên trước mặt không phải dần dần trùng khớp với tiểu đường đại nhân của đời trước, mà hắn của bây giờ giống hệt phụ thân của mình. Từ khi hai huynh muội trưởng thành, Châu Ca đã nhìn ra vẻ chán ghét sâu sắc trong mắt muội muội, hắn nhìn Hứa Quân Dao hừ một tiếng sau đó quay người rời đi. Hứa Quân Dao đuổi theo hắn, cười hỏi: "Này, giận hả? Ai rảnh mà làm mình làm mẩy với bao nha ngốc nghếch chứ?" Mau tránh ra, mau tránh ra. Nhân ngày phụ thân được về sớm ta còn có vài vấn đề muốn hỏi người. Châu ca xua nàng như xua mũi. Hôm nay phụ thân được về sớm ư? Đúng là hiếm có nha. Hứa quân giao lấy làm ngạc nhiên. Hai tháng trước, đường Tùng Niên chính thức thăng chức lên làm lại bộ thị lang, mà chức viên ngoại lang lần trước hắn mới làm mót nghét hai năm. Hứa quân giao không thể không cảm thán, đường làm quan của lão già thối xuôn sẻ như thế thật sự làm người ta đỏ mắt đố kỵ. Thăng quan rồi đương nhiên sẽ bận rộn hơn, mỗi ngày có thể về nhà vào giờ tuất. Sao, đã sớm lắm rồi, có những ngày khoảng giờ hợi, sao, mới về tới nhà. Hôm nay được về sớm như vậy quả thực hiếm thấy. Sao, giờ tất, từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối. Sao, giờ ơi, từ 9 giờ đến 11 giờ đêm nhìn châu ca nhanh nhẹn bước đến trước cửa thư phòng của đường tùng niên, nàng suy nghĩ một lát, sau đó cũng bước vào theo. Dù sao bây giờ nàng cũng đang rảnh, chi bằng cũng vào hóng hớt chút. Nói trắng ra, đây là lần đầu tiên nàng đến thư phòng của hắn mà không có mục đích gì. Tiếng gõ cửa vang lên, đường tùng niên đang lật xem tài liệu, đầu không thèm ngừng lên mà nói luôn, vào đi. Sau tiếng mở cửa, hắn nhìn thấy nhi tử đang bước vào ngay sau đó có một cái đầu thập thọ ở ngoài cửa nhìn thấy gương mặt có vài phần tương tự phu nhân hắn không khỏi nhoẻn miệng cười bảo nha cũng đến à hứa quân giao nhách miệng cười với hắn sau đó chậm rãi theo sau châu ca bước vào phòng thấy châu ca vội vàng thỉnh giáo phụ thân mấy vấn đề trong bài học còn đường tùng niên đang kiên trì giải thích nàng nhất thời cảm thấy nhàm chán ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra kệ sách phía sau lưng đường tùng niên xếp đầy sách vơ. Lúc nàng đang định đi đến lấy một quyền về đọc thì bất cần đá trúng chân bàn, một cú này làm nàng đau đến nỗi hít một hơi thật sâu, sau đó một tay nàng vịn vào bàn nhưng không cẩn thận làm đổ chồng hồ sơ đặt trên bàn xuống đất. Thấy vậy, nàng bất chấp cơn đau ở chân mà vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đống hồ sơ rơi đầy trên đất lên, chợt nghe thấy giọng nói ghét bỏ của châu ca, Bảo nha ngốc nghếch đúng là bảo nha ngốc nghếch, lớn tướng như thế rồi vẫn còn đá trúng chân bàn, ta thấy muội chính là người đầu tiên đấy. Đường Tùng Niên tức giận trừng mắt nhìn Nhi Tử. Sao con nói muội muội như thế hả? Hứa quân giao phớt lờ hai cha con bọn họ, lúc này lực chú ý của nàng đã bị hấp dẫn bởi nội dung của tập hồ sơ trên tay. Phụ thân, Hoàng Thất Tiền Triều không phải đã bị giết sạch rồi sao? tại sao bây giờ vẫn còn tồn tại dư nhiệt tiền triều ơ ờ, hóa ra vẫn còn cá lọt lưới sao nếu cử hoàng tử tiền triều còn sống thì lúc này hắn đã lớn bằng ca ca rồi phải không ạ à? có thể sống bình yên đến lúc này có thể thấy rằng vẫn còn rất nhiều người có năng lực đang bảo vệ hắn tiểu nha đầu quan tâm chuyện kẻ khác làm gì mau về đây để phụ thân nhìn xem chân con có bị thương không đường tùng niên cầm lấy tập hồ sơ mà nữ nhi đã nhặt gọn và mói với giọng sốt ruột không đau à lúc mới đá chúng thì thấy đâu thôi giờ đá không sao rồi à hứa quân giao lờ đi chuyện cái chân đau gặng hỏi trong thiên hà này nơi đâu cũng là đất của vua người nói xem cử hoàng tử tiền triều có thể ẩn náu ở đâu được nhỉ những người nào đang bảo vệ hắn đây thiên hà đã được bình định từ lâu nếu như bọn hắn muốn khơi mào chiến tranh ở Trung Nguyên cũng không phải điều gì dễ dàng, dù bọn họ có mang danh nghĩa của tiền triều thì những bách tính đã sống ổn định từ lâu cũng sẽ không ủng hộ. Phụ thân, người nói xem liệu bọn hắn có trốn ở quan ngoại không? Hay là trốn đến một đất nước chung quanh nào đó mai danh ẩn tích? Hoặc là ẩn nấp trong thành, bọn hắn đang trốn ở kinh thành? Hứa quân giao suy đoán lung tung. Đường tùng niên nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc hiện nay quả thực có tin tức nói rằng cửu hoàng tử đang trốn ở quan ngoại. Bọn họ cũng có nghi ngờ rằng hắn ta có thể đang trốn ở tiểu quốc nhỏ ở biên giới. Nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin xác thực. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Thật ra hứa quân giao cũng không nghĩ rằng mình có thể nhận được đáp án từ trong mồm hắn. Nàng chỉ tiện mồm mà nói thôi. Sau đó chuyện này đã nhanh chóng bị nàng ném ra sau đầu. Đầu mùa hè này, thiên hy đế lệnh cho thái tử triệu nguyên đức giám quốc còn bản thân hắn thì tự mình dẫn đầu đại quân triều đình tới biên giới bắt đầu trận chiến đầu tiên của đại tề sau khi lập quốc với tiểu quốc biên giới hứa quân giao vừa chú ý tình hình chiến sự vừa để ý tới đông cung đặc biệt là những ngày mà nàng sắp tiến cung ở đời trước ngày đó càng đến gần lòng nàng càng thêm bất an lỡ như đời này thật sự có một hứa quân giao thì bản thân mình là ai A à Vũ là ai? Các nàng cùng với hứa quân giao này có mối liên hệ gì? Nàng càng nghĩ càng thấy bất an, sau đó không nhịn được mà hỏi ngôn vũ đang đối mặt với gương đồng vò đầu bứt tai. A à Vũ, ngươi nói xem, liệu rằng trên đời này còn có một người khác có vẻ ngoài giống hệt chúng ta không? Ngôn vũ ngẩn ra, dùng tay chỉ vào mũi và hỏi: người có vẻ ngoài giống hệt chúng ta như Đúc Á? đúng thế. Người nói xem liệu sẽ có người này không? Ngôn vũ lắc đầu, vẻ mặt quả quyết nói, còn lâu mới có. A à, vũ là độc nhất vô nhị trên thế gian. Nói đến đây, giọng điệu của nàng ta có vẻ đắc ý. Hứa quân giao nhìn không nổi cái bộ dạng tâm tắc khen ngợi chính mình của nàng ta, cố tình đả kích nói. Chuẩn nha, ngốc có một không hai trên đời. Nụ cười trên mặt ngôn vũ nhất thời sụp đổ, chừng mắt lên án nàng hứa quân giao làm như không thấy gì cả một ngày nào của ba tháng sau chính là ngày đầu tiên hứa quân giao đời trước vào đông cung hứa quân giao có chút bồn chồn nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn nàng cũng không biết mình đang mong chờ một người như vậy hay đang mong không có một người như vậy để dưới gầm trời của đời trước lẫn đời này nàng là hứa quân giao độc nhất nàng tìm đại một lý do nào đó để đến đông cung gặp từ uyển thanh sau khi lễ bái xong xuôi, hứa quân dao cầm lấy cái lồng từ tay tiểu cung nữ. Trong cái lồng là một con chim anh vũ mỏ đỏ lông xanh. Sau đó nàng cười tít mắt và đưa nó cho từ uyển thanh. Đây là thứ ngũ công chúa nhờ ta đưa cho thái tử phi. Nàng nói là lần trước nàng đã lừa lấy một chú chó nhỏ ở chỗ thái tử điện hạ. Mà hai người nay đã là phu thê. Phu thê nhất thể nên đưa con chim anh vũ này cho ai cũng giống nhau. Từ uyển thanh vừa nghe đã cười vui vẻ nhưng vẫn ra vẻ tức giận nói nàng ấy chỉ được cái dẻo mỏ sao nàng không tự mình mang đến mà phải làm phiền ngươi tới đây ban đầu nàng ấy cũng muốn đến sau đó thật không ngờ lúc ra cửa lại bị hoàng hậu nương nương gọi đi đoán chừng chuyện hôm qua nàng ấy lừa bài tập của tiên sinh đã bị nương nương phát hiện nói không chừng lúc này nàng ấy còn đang nước mắt lưng tròng cầu xin nương nương tha thứ hứa quân giao cười nói tự huyền thanh nghe vậy không nhịn được cười giống như đang quay về những ngày tháng khi còn ở văn hoa quán trước đây lúc đó ông nội nàng vẫn còn sống còn nàng vẫn là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ khi ấy quan hệ của nàng và bành ngọc kỳ không giống hiện giờ bây giờ các nàng chỉ hận không thể dẫm đạp đối phương ở dưới đất chỉ tiếc là năm tháng đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại lần nữa nàng chỉ có thể nhớ về khoảng thời gian ấy vào những đêm khuya thanh vắng khi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn tiểu nha đầu bất công thế. Đến Đông Cung mà chỉ nhớ tới mỗi huyền thanh tỷ tỷ thôi, có phải quên mất ta rồi không? Bành Ngọc Kỳ bước từ ngoài điện vào với thân hình lả lướt, quyên rũ, nàng ta nhìn hứa quân dao với vẻ hơn rỗi. Hứa quân giao cười khanh khách nói. Quan cho muội quá, vốn muốn đến gặp tỷ sau khi gặp Thái Tử Phi, nhưng không ngờ lại gặp tỷ ở đây luôn. Coi như muội có tâm. Bành Ngọc Kỳ ra vẻ giận dữ, hứa quân giao nhìn nàng ta cười ngọt ngào, bành ngọc kỳ trước mắt nàng dù đang tức giận hay vui vẻ thì đều có nét thanh tú mềm mại của một cô gái mới lớn và có cả nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. so sánh với bành ngọc kỳ, hứa quân giao nhìn từ huyền thanh đang mỉm cười đoan trang trước sau như một ngày mà âm thầm lắc đầu. nếu nói về người nắm chắc sở thích của thái tử thì bành ngọc kỳ hơn từ huyền thanh một bậc nhưng mà nàng không có ý định can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa thê thiếp trong đông cung, cũng chẳng quan tâm giữa hai nữ nhân này ai là người chiếm thế thượng phong. Con chim anh vũ này đẹp quá. Thái tử Phi bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn thời gian nuôi thêm con chim này để dài sầu. Chẳng lẽ là muốn để nó bầu bạn cùng tỷ lúc nửa đêm, một chim một người nói chuyện với nhau sao? Ngay sau đó, nàng nhìn thấy bành ngọc kỳ che miệng cười khẽ. Sao, Chim anh vũ hay còn là con vẹt nhưng nghe chim anh vũ nghe sang hơn nên mình để thế nha nàng ta nói câu này cũng lộ liễu quá đi ban đêm nói chuyện cùng thái tử phi nàng ta đang ám chỉ thái tử phi phòng không gối chiếc nên phải tìm con chim này bầu bạn sao muội muội hiểu lầm rồi lần trước thái tử điện hạ tặng ngũ công chúa một chú chó bây giờ ngũ công chúa tặng lại một chú chim nha đầu này còn nói nói đến đây từ huyền thanh nguyện môi cười, nhưng khuôn mặt lại tỏ ra khó xử. Nha đầu còn nói, phu thê nhất thể nên đưa con chim anh vũ này cho ai cũng giống nhau. Bốn chữ. Phu thê nhất thể, lọt vào tai bành ngọc kỳ khiến cho trái tim nàng ta giống như bị kim đâm, quả thật là đau đến thấu xương. Đúng vậy, phu thê nhất thể, bàn về thân phận, bàn là diện mạo hay bàn về tài hoa, mọi thứ nàng đều không thua kém từ huyền thanh nhưng cuối cùng nàng ta lại trở thành thê của thái tử được cùng với thái tử phu thê nhất thể còn mình thì phải khom lưng uốn gối trước nàng ta hứa quân giao hào hứng nhìn hai nữ tử đang người một câu ta một câu thỉnh thoảng nàng còn nói chen vào vài câu chọc cười bọn họ sau đó nói mấy câu lấp lửng khiến cho hai người oán trách nàng vì nghĩ rằng nàng coi trọng đối phương hơn rất tốt rất tốt mặt ngoài tươi cười như hoa mà trong nham hiểm giấu kim trong lời Loại tình huống này xuất hiện nhiều khi hai người thế lực ngang nhau, vừa vặn ứng với hai người trước mắt này. Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó có một cung nữa tiến đến bẩm báo với Thái tử Phi, hứa quân giao định mượn cơ hội đề nghị ra vườn đi dạo, thì Bành Ngọc Kỳ đã kéo lấy tay nàng. Nếu tỷ tỷ đã có việc bận vậy thì cứ để ta ra vườn đi dạo cùng giao muội muội vậy. Thái tử Phi cười đồng ý. Trong hoa viên của Đông Cung, hứa quân giao nghe bành ngọc kỳ nói thật giả lẫn lộn lúc ở cạnh giao muội muội ta mới cảm nhận được bản thân vẫn là thiên kim hầu phủ năm đó không giống hôm nay phải khom lưng uốn gối với người lần trước muội nhìn thấy hết rồi thái tử điện hạ đối xử với ngọc kỳ tỷ tỷ tốt quá hôm nay đông cung có thêm cung nữ mới tới muội đoán những người đó tới để hầu hạ tỷ tỷ hứa quân giao cười khanh khách bành ngọc kỳ nghe vậy càng thêm đắc ý quả thực thái tử đối xử với mình rất tốt, còn tốt hơn cả với tự huyền thanh, hơn một tháng trời đều nghỉ ở chỗ của nàng. Nàng ta làm bộ trách mắng nói. Muội thấy cái gì, muội thấy cái hả? Tiểu nha đầu chỉ thích nói năng lung tung, hôm nay đông cung làm gì có cung nữ mới tới. Không có ư. Nụ cười trên mặt hứa quân dao có chút gượng gạo, trong lòng không biết đang thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm. Nếu đời này quả thực không có, vậy có nghĩa trên đời này không tồn tại hứa quân giao. Đã thăm dò được chuyện muốn biết, nàng không còn lòng dạ nào mà ở lại nữa, thuận mồm bịa ra một lý do rồi xin cáo lui. Sau khi Bành Ngọc Kỳ rời đi, nàng cũng đi đến chỗ Thái tử phi để cáo lui. Đi được một đoạn đường, bỗng nàng nghe thấy giọng nói khiển trách quen thuộc vang lên cách đó không xa. Người coi đây là chỗ nào? đây là nơi mà ngươi có thể tùy ý chạy nhảy lung tung hay sao? Một chút phép tắc cũng không có. Chứ còn gì nữa, lần này đụng chúng cô cô thì không sao, nếu như đụng chúng chủ tử thì ngươi có chết một trăm lần cũng không đủ, hơn nữa còn làm liên lụy đến người khác. Ngay sau đó là giọng nữ tử xa lạ. Cô cô, để ta dạy dỗ con bé, kẻo nó vẫn chứng nào tật nấy. Cô cô tha tội, nô tỳ thật sự không cố ý đâu vừa nãy cô cô và hai vị tỷ tỷ đột ngột từ sau hòn non bộ đi ra, nô tỷ không nhìn thấy, nên mới. Giọng nói truyền tới không chỉ non nớt, mà còn mang theo cả sợ hãi. Một tiếng. Chát. Thanh Thúy vang lên, có người nào đó đã vung tay tắt chủ nhân của giọng nói non nớt đó, sau đó lại là tiếng khiển trách. Hốn xược chẳng lẽ ý của ngươi là bọn ta cố ý đụng vào ngươi hả? Hứa quân dao nhìn xuyên qua cành cây, thấy chủ nhân của một trong ba giọng nói kia quả nhiên là đổ y. Nàng ta và hai cung nữ nữa đang dạy dỗ một tiểu cung nữ chạc tuổi mình với vẻ vẻ mặt lạnh lùng, còn tiểu cung nữ kia thì quỳ trên mặt đất. Bởi vì tiểu cung nữ kia quỳ quay lưng về phía nàng, cho nên nàng không thể thấy được dung mạo của nàng ta. Nàng chỉ thấy sau đổ y đưa mắt ra hiểu, cung nữ dáng người hơi cao bên cạnh nàng ta tiến lên, tát một cái thật mạnh vào tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ bị tát lệch cả mặt, nhưng không dám khóc, nàng ta quỳ bò trên nền đất, liên tục nói: "Cô cô thứ tội, cô cô thứ tội." Hứa Quân Dao giật mình, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phát hiện một bóng người khuất sau thân cây. Vào lúc này, bóng người kia bỗng nhiên đi ra, tuy giọng nói ôn hòa nhưng còn có cả uy nghiêm không thể khinh nhờn các người có phải quá đáng quá rồi không? Cung nữ làm sai thì tự có người dạy dỗ, lúc nào đến lượt các ngươi ra tay đánh người. Là Phương Nghi. Cuối cùng nàng ta cũng lên sàn rồi. Nàng nhếch khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, nhìn Phương Tỷ vì bảo vệ một tiểu cung nữ mà xảy ra tranh cãi với Đỗ Y. Sau khi đồ Y quăng lại một ánh mắt hờn rỗi thì cùng với hai người kia rời đi. Phương Nghi tự tay đỡ tiểu cung nữ đứng dậy đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng ta nhìn gương mặt bị tát của tiểu công nữ với vẻ mặt thương xót. Còn hứa quân dao ở bên này thì nhân cơ hội nhìn rõ diện mạo của tiểu công nữ, vừa nhìn thấy đã bị chấn động. Gương mặt kia hoàn toàn xa lạ, vừa không giống nàng, cũng không giống môn vũ. Nàng cố gắng vơ vét dí nhớ của hai đời cũng chưa từng thấy gương mặt của người này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Người tên là gì vậy? nàng nghe thấy tiếng phương nghi hỏi đinh nhược hứa đinh nhược tiểu công nữ nhìn nàng ta đầy cảm kích sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống hứa đinh nhược họ hứa hứa quân giao ngây ngần cả người đôi mắt nàng lóe lên sau đó bước ra ngoài giả bộ lấy tay xoa ngực như kiểu vừa trải qua một trận hú hồn hú vía làm ta sợ muốn chết không nghĩ tới trong đông cung còn có vị cô cô hung dữ như vậy nói đánh là đánh. Sau đó nàng bước đến bên cạnh hứa đinh nhược, kéo lấy tay nàng ta rồi nhìn vết thương trên mặt nàng ta, ôi chao, dấu tay còn hằn đỏ trên mặt đây này, vừa rồi chắc hẳn ngươi đau lắm phải không? Ta vốn định đi ra giúp ngươi nhưng lại bị các nàng dọa sợ. Nói dứt câu, nàng ra vẻ ngây thơ nhìn Phương Nghi, nàng ta đang rất bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện ở đây, vị cô cô này chắc hẳn cũng bị dọa sợ phải không? lúc nãy ta còn thấy ngươi nấp sau thân cây kia rất lâu chắc chắn cũng giống ta sợ tới mức không dám bước ra nhưng mà cuối cùng cô cô vẫn ra mặt đủ để thấy cô cô dũng cảm hơn ta nhiều hứa đinh nhược giật mình nàng nhìn thoáng qua phương nghi với ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt không còn sót lại một chút cảm kích nào sao phương nghi có thể không phát hiện ra thái độ của nàng đã thay đổi nàng ta thầm hận sự xuất hiện đột ngột của hứa quân giao đã làm hỏng chuyện tốt của mình nhưng lại e rè thân phận của đối phương nên không thể làm gì cả chỉ đành cung kính hành lễ với nàng sau cùng dặn hứa đinh nhược nhớ bôi thuốc vào vết thương rồi mới rời đi hứa quân giao cười lạnh xem ra hứa đinh nhược chính là mục tiêu của nàng ta nếu không đến lúc này rồi mà nàng ta vẫn kiên trì thể hiện tâm ý của mình với hứa đinh nhược chẳng qua là Nàng Liếc Hứa Đinh Nhược vẫn đang cúi đầu rồi nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta vừa nãy. Người này cũng chẳng phải dạng vừa, lòng phòng bị đối với người khác của nàng ta cũng chẳng kém mình đời trước là bao. Hôm nay Phương Nghi thất thủ, e rằng sau này muốn có lấy được lòng tin của nàng ta cũng không dễ dàng. Nàng lập tức ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, tiếp tục thêm một mùi lửa. Ta vừa nghĩ tới một chuyện, tuổi ngươi còn nhỏ như vậy lại không phải cung nữ ở đây nên ngươi sợ vị cô cô hung dữ kia cũng là điều bình thường. Nhưng vị cô cô vừa rồi sao phải sợ nàng ta thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy nàng ấy đi ra chỉ trích nàng ra, cho dù vị cô cô hung ác kia có tức thế nào nhưng cũng không giá làm gì nàng ấy cả. Sao nàng ấy không ra giúp ngươi sớm hơn nhỉ? Nếu ra sớm một chút thì ngươi đã không bị ăn hai phát tát rồi. Nói xong, nàng hài lòng khi bắt gặp sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt hứa đinh nhược ngay sau đó hứa quân giao đi theo vị cung nữ đến tìm nàng đến chính điện cáo từ thái tử phi hứa đinh nhược vì thế đời này không có hứa quân giao chỉ có một hứa đinh nhược thôi sao tại sao lại là họ hứa là sự trùng hợp sao nhưng mà nàng chẳng quan tâm nó có phải trùng hợp hay không nàng phải tìm cơ hội điều tra thân thế của hứa đinh nhược mới được trong khi đó cũng vào lúc này, tin tức về việc mất tung tích của thiên hy đế sau khi hắn bị mắc kẹt trong một trận phục kích của kẻ thù được truyền về kinh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung Thư lệnh Kỳ Uyên dẫn đầu các trọng thần triều đình tề tụ ở Đông Cung của Thái Tử để thương nghị đối sách. Hứa quân giao hoàn toàn không biết chuyện này. Sau khi ra khỏi Đông Cung, lúc nàng đang chuẩn bị lên đường về phủ, thì gặp phải dự vương trong bộ dạng phơ phạc phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn